Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hãy cùng mình khám phá xem là chúng ta sẽ làm món đồ chơi gì nhé. Ta-da! Các bạn có biết đây là gì không? Đây chính là bộ đồ chơi để làm một quầy bánh donut đó. Chúng ta hãy cùng bắt tay làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ dán băng dính để các chi tiết được cứng hơn để mình có thể cắt và dán dễ hơn nhé. Sau đó sẽ là cắt các phần chi tiết của bộ đồ chơi này. Xong rồi, rất là nhiều chi tiết đúng không nào? Ở đây có các quầy, các hộp, cả máy tính tính tiền nữa đấy. Và sau khi đã cắt xong, mình sẽ tiến hành để lắp bộ đồ chơi này nhé. Đây chính là một cái quầy thanh toán này, quầy thanh toán màu vàng. Ở đây thì Linh đã dán xong rồi. Trên quầy thanh toán sẽ có một khay đựng bánh này, một tập menu của quầy bánh này. Và một chiếc máy tính để có thể thanh toán được nhé. Rất là đáng yêu đúng không? Đương nhiên rồi, quầy bánh thì sẽ không thể nào thiếu, đó chính là quầy bán bánh. Một chiếc quầy bán bánh 2 tầng màu hồng thật là đáng yêu. Và đây chính là những chiếc bánh donut màu hồng, màu xanh rất đáng yêu. Những chiếc bánh này thì Linh sẽ cho vào khay nhé. Cho vào những chiếc khay này để mình có thể bày biện ở cửa hàng được đẹp hơn. Những cái bánh và cái khay này nó rất là nhỏ, cho nên là mình sẽ phải thật là cẩn thận. Xếp những chiếc bánh thật là đẹp lung linh để khách hàng đi qua họ có thể nhìn thấy và chọn mua nhé. Và ở khay bánh tầng 2, Linh cũng sẽ cho một chiếc khay với 3 chiếc bánh tròn ở bên trên. Đương nhiên rồi, cuối cùng không thể thiếu chính là một tấm biển quảng cáo là ở đây đang bán bánh donut nhé. Nào, cùng Linh xem lại quầy bánh của mình nhé. Những chiếc bánh rất là nhiều sắc màu, thật là đáng yêu. Một quầy thu ngân đầy đủ đồ nhé. Hãy cùng Linh thưởng thức những chiếc bánh này nào. Ta-da! Mình sẽ chọn ăn chiếc bánh màu xanh trước nhé. Không, mình sẽ ăn chiếc bánh màu hồng. Lần lượt sẽ là những chiếc bánh màu xanh. Thật là ngon quá đi. Xin chào.